Đâu đi? Năm sáu. Năm nay Năm nay mình mình đọc. phổ biến hơn lên đây. Đọc đi. Bốn đùa bốn tuổi Rồi. rồi. Tiếp. Chị làm sao? Mình năm nay có 7 tuổi rồi chị. Mình rất ngoan và học giỏi. Em mình đùa 11 8 tuổi. Quý rồi đó mình đi ngủ đây. Mình ngủ với ông bà đây. Tiếp đây giờ mình bây giờ muốn viết nào. Nào con đọc tiếp này. Chữ gì đây? Hả? Giờ muốn viết tiếp nhá. Cái gì đây? Đọc. Đúng rồi. Chữ gì đây? Biết. Biệt. Biệt. Các bạn. Ngồi đây để bố đọc nào, bố viết đọc nào viết đấy. Này. Tại vì các bạn rồi đúng không? Được. Tiếp này, chấm này. Bây giờ chữ gì nhỉ? Nào. Mình đi tàu hỏa nó vui. Không, được rồi. Mình. Mình đi tàu. Không. Chơi. Tàu hỏa vui lắm. Bạn ơi, các bạn à, là mình năm tàu năm này này to không được 4 tuổi rồi. Mình đi không xeo nặng nằm nắm nắm không ai đấy dạy dạy mình được đọc đọc chú nhưng nên mình được đọc đọc được đó các bạn thấy mình sẽ có đi xe Yên. Được có không gì đã có gì đã có giỏi không mình đi xe đua không đây chào các bạn nhà mình đi ngủ với bố mình đấy đây đây mai cún còn còn đi đi gì đi dạp gặp gặp cô giáo cô nụ cô gì cô nụ nụ này đúng không đúng thôi chữ gì cô giáo câu nụ chữ gì đây tội thôi gì nhé nhé thôi nhé. Nhé ừ chữ gì đây bài à. Đúng không bài 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 ok bye sao bye. Thôi nhá.